Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý 1.7.5 nha anh em. Rồi, khởi đầu vào 1.3 thì mình đã có được con Olaf khá là sớm. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi một cái lối chơi, đó chính là Fit to Win. Rồi, với con Olaf thì sau mỗi lần nó bị nằm xuống trong mỗi cái vòng đấu thì nó sẽ có được cái nội tại tăng vĩnh viễn sát thương. Nghe vĩnh viễn sát thương có vẻ khá là thú vị anh em nhỉ. Cho nên là trận này mình sẽ đầu tư cho thanh niên Olaf fit thẳng mặt, fit tụt quần để xem chúng ta fit được bao nhiêu trận nhá. Tất cả sẽ có được bao nhiêu cái lượng đam nữa. Ồ, không có lõi mà ngồi mình chơi, mình sẽ lấy đầu rèn xem sao. Chắc mình sẽ lấy tam luyện kiếm đi anh em. Đây, cái này thì mình sẽ lắp cho Wukong để có thể giữ máu tạm thời, lắp luôn cho nó cái BF. Rồi, khi mà anh em chơi cái chiến thuật Olaf Fit như thế này ấy thì cứ xếp con Olaf lên hàng đầu đấy, cho những cái vị tướng của team bạn nó sẽ tập trung hết vào người của Olaf. Sau đó thì cứ phải có một cái dàn đằng dưới nó hùng hậu một chút để anh em mình thua mà chúng ta còn có thể giữ lại cái lượng máu nữa. Chứ anh em mà thua nhiều quá thì cũng hơi khó để có thể lật kèo phải không nào? Đây, bạn này khả năng là chơi chiến binh rồi. Võ Viết Minh. Ồ, chiến binh luôn. Chuột chiến binh này. Được đấy. Huyện Long chiến binh. Chuột này thì nó lại còn có thêm hệ bang hội nữa. Chất vãi. Ủa, nhưng mà Ngộ Không của chúng ta cân được hết à? Với khả năng làm choáng thì có thể làm được 356 đam. Phật gõ crit cuối cùng và lấy mạng được của chuột luôn. Nice sir. Kai'Sa, Lux, Vladimir ra rất là nhiều thượng long. Đây, chúng ta đã tích được 4 sát thương đầu tiên. 10 trận là 40 sát thương, 15 trận thì 60 sát thương. Chắc là trận này mình cố gắng fit tầm khoảng 10-20 trận gì đấy. Càng nhiều càng tốt mà. Nhưng mà nó cũng cần phải có chừng mực nhá. Ở trong những cái trường hợp mà chúng ta còn quá thấp máu thì anh em nên thay đổi vội thôi. Đổi đồ của Ngộ Không sang cho Olaf cho nó gánh team thôi. Fit nhiều quá nó cũng tèo đấy. Tèo luôn đấy anh em ạ. Rồi, bạn này thì chơi đấu sĩ. Khả năng là chơi chiến binh rồng rồi. Cứ mỗi lần Olaf của chúng ta nằm xuống một phát ấy là lại gọi lại vui. Gõ đi. Ây à, đội hình của mình nhìn bẩn bẩn này vẫn thắng. Vừa thắng lại được tích stack. Ây 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 ây. Ây bậy rồi nha. Một trận win trong gang tấc. Rồi level 4 là mình sẽ ném con Seju này vào để có thể lấy thêm kỵ sĩ thôi. Quá tuyệt vời. Với căn bản thì cứ xếp Olaf lên hàng đầu là mọi cái lượng đam của team bạn sẽ tập trung hết vào Olaf. Cứ thế mà chơi nha anh em nhé. Đây là cái chiến thuật khi mà chúng ta có được Olaf sớm. Anh em có thể áp dụng trong những cái lõi như là bổ sung quân lực. Đây, cái lõi mà anh em có 3 tướng, 3 tiền gì đấy. Cũng khá là ngon, có Olaf sớm thì đẹp trai luôn á. Mà con Olaf này chút nữa mà nó tích đủ đam ấy thì nó băm cực kỳ ác luôn. Chắc chắn là sẽ khả năng vào top khá cao. Ủa, Thủy Long này. Rồi luôn, rồi luôn. Băm hết luôn. Ui, Ngộ Không này được quá nhở. 3 trận win liên tục là chỉ có nhờ Ngộ Không thôi. Đầu game mà anh em có con 2 sao nào thì cứ nhét vào tạm đi. Kích được thêm cái hệ gì thì hay cái hệ đấy. Ở phiên đi chợ lần này thì xem nào. Ở nhà thì có một cái BF rồi, chắc là mình sẽ lấy găng nhá. À, kháng phép, kháng phép.
để lắp cái huyết kiếm ấy. Nhiều đam thì phải có huyết kiếm thêm thì nó mới nhiều hồi phục anh em ạ. Nhiều hồi phục chứ. Rengar, Sejuani và Lilia. Mình có thể bắt Lilia với cả Sejuani nhá. Bán thằng này đi. Lắp luôn huyết kiếm dành cho Ngộ Không. Ngộ Không này kéo chơi luôn nhỉ. Cánh ác của ai? Người tam hợp thì ở cái bản trước đây thì tam hợp khá mạnh, nhưng mà ở cái phiên bản meta hiện tại ấy, thì nó đã bị trải qua một cái đợt giảm sức mạnh rồi, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được nha. Huấn luyện chiến đấu, ui giời, mình mà có cái lõi này kết hợp với con Olaf này thì thôi cũng được, nhưng về căn bản ấy thì nó không stack với nhau. Anh biết tại sao không? Tại vì con Olaf này thì khi nó nằm xuống thì nó mới được cộng sát thương. Còn cái lõi huấn luyện chiến đấu này thì khi hạ ngục kẻ địch thì anh em mới được cộng sát thương. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta có được Olaf sớm ấy, thì nếu mà xuất hiện cái lõi này thì anh em nên chơi Olaf win. Đấy, mình thì đang chơi Olaf fit. Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh thôi các bạn ạ. Brown. Chứ anh em mà lấy huấn luyện chiến đấu mà cứ huấn luyện cho thằng Olaf này nó cứ đi xuống thì toang luôn á. Chết dở luôn anh. Zira, chuột. Chúng ta chỉ còn thiếu con Dina nữa thôi thì sẽ kích hoạt được 4 đồ long. Để căn bản thì đồ long vẫn đang rất mạnh ở cái meta hiện tại. Xin TFT online. Bạn này thì có xạ tiễn Seraphine úp cho cả team. Hộ pháp xạ tiễn. Bài cũng đang rất là thịnh hành với meta hiện tại. Và lần này thì team bạn đã nhằm vào Ngộ Không của chúng ta sớm rồi, đồng nghĩa với đã mất đi cái lượng đam. Nhưng Olaf vẫn được fit anh em ạ. Ngon. Chúng ta mới chỉ mất 14 máu thôi, nhưng mà Olaf đã fit được 5 trận. Ở cái vòng này nhá anh em nhá, ở cái vòng ăn bãi đá này chúng ta vẫn có thể tích stack được. Đấy, anh em xếp sao cho hai con đá kia nó tập trung vào thằng Olaf của chúng ta. Tập trung hai con vào một. Sau đó thì cái con hồi, người đá ở bên phía góc bên này ấy, thì nó sẽ hồi máu lại cho con Olaf, con đá bên kia. Olaf chúng ta chắc chắn sẽ phải nằm xuống thôi. Rồi đó, biết mà, tôi chơi nhiều tôi biết ngay mà. Chắc cái mẹo này ai cũng biết rồi. Nhưng mà anh em nên tận dụng. Đây Olaf luôn này, thấy chưa? Trận này có điểm mà, có điểm cho Olaf anh em. Vòng 1 đánh quái đã ra được Olaf rồi. Vòng 2 đánh quái cũng lại ra Olaf. Mà vòng 3 đánh quái thì tôi không biết là có ra Olaf hay không thôi. Trước đây thì chúng ta có một cái mẹo nữa, đó chính là chơi hai Olaf, sau đó thì anh em mình cùng cho vào một đội hình, kiểu hai con cùng fit với nhau luôn đấy. Xong rồi chút nữa khi mà nó hợp thể lên 2 sao thì cái lượng đam của nó sẽ được cộng dồn lại. Nhưng bây giờ thì fit cái mẹo đấy rồi anh em, cái mẹo đấy lỗi quá. Võ Viết Minh, ui vãi cả nồi, ông này cũng chơi chiến binh luôn rồi. Chiến binh này là chiến binh real. Chiến binh này có ấn luôn mà, khét lẹt luôn. Có Pantheon luôn. Eo ơi, hài quá, Ngộ Không của chúng ta cũng đã đâm được một thằng. Tìm bạn quá khỏe. Ok, nhưng mà không sao, hãy đặt niềm tin ở mình. Chiến thuật fit to win mà anh em. Để xem là cái lõi tiếp theo là lõi gì đây. Mau cho mình cái ấn đồ long hay là ấn sát thủ. Oh, xoay bại tự động hàng chờ Pandora. Chắc là mình sẽ lấy hàng chờ thôi anh em ạ. Nó sẽ giúp cho mình dễ dàng lên được Olaf 3 sao hơn. Mẹ Olaf 2 này. Olaf 2 này thì hơi khó fit à nha. Mới được có 28 sát thương thôi. Lilia 2 luôn đi. Cho con này vào đây thì chúng ta sẽ có được 3 kỵ sĩ.
thay vì ba đồ long. Em một mình Olaf trên này sợ nó tanh trâu quá. Hai sao mà anh em hôm nay lại Olaf huyện long nữa. Hôm nay thì chơi Dyna rồi. Toàn thế nhờ. Cạnh tranh nhau rồi. Nhiều Olaf quá. Ủa ông này sát thủ à? Sát thủ thì bo cua đằng sau. Cũng lựa chọn Olaf là một cái mục tiêu thấp giáp nhất. Rengar, Rengar. Ui, cái gì mà bị choáng vậy? Trời ơi, thằng Ngộ Không đánh thằng kia trước đi. Rồi. Đánh thằng thấp máu xuống thì nó ăn ít đam hơn. Cố lên đấm thêm Dyna đi. Hay quá. Giờ thì hơi khó đấm được Aphelios đấy. Ồ, không có con ba tiền nào vậy? Đây, có Olaf. Đây. Johnny thì thực chất là nó cũng không không cần làm đâu. Nhưng mà bây giờ thì cũng đang lẻ tiền anh em ạ. Con Nunu thì nó lại là kỵ sĩ. Hàng chờ Pandora này thì nó kiểu anh em mình bị ngốn tiền thêm ấy nhỉ. Nhưng mà đổi lại thì đỡ phải roll. Đấy. Vậy khệ tuổi 17. Wow, bạn này lại hình như là có một pha pha rèn thì phải, một pha rèn ấn thủy long sang thành ấn kim long à, đầu tư thế. Chắc ông này chán chơi thủy long rồi à? Chuyển sang chơi kim long à, ra ấn ám long thì thơm luôn. Ngộ Không gõ đi, rồi cứ thua một tường như này là quá đẹp trai rồi anh em ạ. Ui, một pha gõ u đầu cho Siphon không kịp cắn luôn. Ai bảo hút làm cái gì? Hút thì nó sẽ tốn thêm thời gian để có thể đánh thường anh em ạ. Kích hoạt nó đánh. Có tiệm vàng ở phiên đi chợ lần này nhưng mà thực chất thì anh em mình cũng không cần thiề đâu. Mình sẽ lấy một thanh cung vậy. Cung đi nhỉ, cung cho nó máu. Tuy là có Olaf cầm gậy như thế kia nhưng mà cần cung hơn. Gậy thì chút nữa nó ra cho mình ba cái gậy nữa thì không biết lắp cái gì đúng không? Còn cung này thì anh em mình có thể biến biến tấu những cái trang bị như là quyền năng, diệt khổng lồ, không thì đại bác đấy cũng khá là giòn. Nunu 2 sao. Wow. Nunu 2 à? Nunu 2 thì làm được cái gì đâu anh em. Cho vào đây đi. Rengar này ok. Giờ là cứ chờ hộp Pandora nó tích thêm cho chúng ta stack thôi. Ra thêm con Olaf thôi. Mẹ ông này thì chơi Olaf phiên bản Huyễn Long chín tướng. Cháy vãi cản đồi. Ông này không biết là có tính lên được Olaf 3 hay không. Nhưng mà nhìn cái màu này là chắc muốn lên Olaf 3 rồi. Cái khảm này thì nó cũng ngon đấy anh em. Nhưng mà tích được ít vàng. Thay vì Olaf của chúng ta thì sau mỗi lần hạ ngục thì nó tích cái sát thương gọi là vô hạn luôn. Mẹ. Đau thế. Là một đối thủ cạnh tranh nữa rồi các bạn ạ. Olaf 2 luôn. Đây. Level 6 có 6 con Olaf. Level 7 thì lên Olaf 3 là vừa luôn. Cũng khá là may đấy. Chắc là chút nữa mình sẽ xoay sang gọi là 4 đồ long đi. Kết hợp với hôm nay một chút nữa tích được thêm gọi là 10 thằng nữa thì thôi, rất là mệt luôn. Mà do này thì đam nhân vật chính rồi. Nó cũng sẽ gọi là gần như là ăn hết cái lượng mạng luôn á. Càng thế nhờ. Anh em trận này đánh cũng khá là khét lẹt đây.
Sejun đi Rakan và Seiza. Rakan thì 3 tiền thì mình sẽ bắt để có thể cho hộp Pandora nhá. Và cái bãi sói này thì anh em có thể xếp chụm lại ở hàng dưới như thế này. Sau đó thì cho Olaf của chúng ta một mình tanh. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tích được thêm một round của Olaf nữa. 14 sát thương này. Úi giời, quá đẹp. Bây giờ vẫn là chưa phải thời cơ thích hợp của chúng ta đâu. Đây có cung này. Rakan 2 đó. Ủa, nó đổ lại đúng rồi. Mà cái này đi up cấp đã anh em ạ. Mình sẽ cho đồ long vào dần thôi. Broom thêm vào đây thì chúng ta sẽ có được 4 đồ long. Đây đi. Mình sẽ lắp một cái đại bác lên thanh dành cho Ngộ Không. Sau đó thì một cái găng đậu tặc dành cho Daina. Tiếp theo đấy thì thêm một cái... Đây, lời thay hộ vệ dành cho Nunu lấy thêm cái dàn tanh. Chút nữa, cũng như là mình sẽ bán Ngộ Không đi và thay đổi trang bị dành cho Olaf nhá. Ê, có cái xa này. Cái xa chắc là chưa lên 3 sao rồi. Cũng khả năng là vẫn ăn được. Anh em nên tận dụng đồ sớm để giúp cho đội hình chúng ta giữ máu ổn hơn nhé. Đấy, bữa trước là tam luyện kiếm, tam là 3 đúng không? Là 3 hết, bây giờ chỉ còn 25 thôi. Hơi buồn anh em nhỉ, đã tam là tam đi chứ. Để chuyển sang 25. Nói gì? Wow, mài dao tăng thư bí mật và đấu sư. Mình sẽ lấy cái mài dao này để cho Olaf của chúng ta nó sẽ có được thêm sức mạnh công kích nữa. Hay nhưng mà xếp hàng 2 như thế này à? Không biết thời gian nó có fit thêm được vài trận nữa hay không. Hecari mà. Có gì mình cũng sẽ kẹp thêm kỵ sĩ lấy thêm dàn tanker nhé anh em nhé. Lượng máu vẫn còn khá nhiều. Chúng ta đã tích được 52 sát thương rồi. Ồ, bạn này cũng có mày dao luôn. Ghê thế. Ông do này là khét lẹt đấy anh em. Chút nữa mình phải giấu cho thằng Olaf ở hàng sau thôi. Để kiểu như là nó đỡ bị thằng do này chém. Tại vì mình có đại bác mà cho nên là cũng không sợ. Thêm một round nữa rồi. Mẹ mà round này thua hơi đậm mà nha. Round này là thua hơi bị đậm. Ôi giời. Chúng ta chỉ còn lại 34 máu thôi. Bây giờ đã bị đẩy xuống gọi là đáy bảng xếp hạng rồi. Cũng chuẩn bị đến lúc hành động thôi các bạn ạ. À, có một ông ở dưới máu mình nữa. Mình kiểu như là thua nhiều quá. Olaf đi, ra mấy thằng Olaf nào, hộp Pandora ơi. Ồ, chỉ có Rakan thôi. Thay đổi đồ nha anh em nhá. Cho Zane vào đây lấy Huyễn Long này. Lượng đam của Olaf như thế này là vừa đủ rồi. Rồi, hợp lý. Công việc còn lại của chúng ta thì chắc là chờ đợi một chút xem là có nhiều hàng Olaf hay không. Mình sẽ cố gắng để tiến lên level 8 nhé anh em nhé. Rồi, giòn này. Bài này thì chơi hộ pháp. Hộ pháp xạ tiễn. Virus xạ tiễn luôn à. Quả này đầu tư thế. Một chút nữa thì chắc là kẹp thêm xây ra thì cũng khá là mệt đây. Úi giời, bám đệ. Mày. Anh em, Virus là bắn ác chiến nè. Nhìn cái lượng giáp của Raka này anh em này. Hơi sợ một chút. Anh em thấy chưa? Chỉ cần một bổ thôi mà đã bay màu thanh niên Virus 2 sao rồi. Quá lợi hại anh em ạ. Được. Lợi hại thực sự luôn á.
Mình sẽ lấy trang bị này đi. Thay vì lấy Olaf cầm gậy thì mình sẽ quyết định đó chính là lấy một cái kháng phép. Để có gì mình sẽ lắp một cái bút rồng. Ô, lắp 3 sao chỉ là vấn đề là thời gian thôi. Thời gian thôi anh em ạ. Rakan, hàng con này đi. Đây, như thế này. Đồ long kỵ sĩ, hơi ít chiến binh nhưng mà cái lượng đam thì tôi thấy cũng khá ổn áp rồi. Sau khi mà lên được Olaf 3 thì mình sẽ dồn hết tiền lên level 9 nha. Rengar 2. À, vậy thì chơi liều một quả đi. Đây, kiểu Rengar với cả Rakan. Một trong hai thanh niên này một phát lên 3 sao luôn chứ còn gì nữa. Đây này, ông này Olaf Fake này. Nhưng mà đây mới là chiến binh thực thụ. Ồ, nhưng mà chiến binh của team bạn có vẻ như bay màu khá là nhanh chóng. Trong khi đấy thì Olaf của chúng ta cứ thoải mái mà băm thôi. Nice. Ngon luôn. Bốn chiến binh thì nó sẽ được nhiều sát thương hơn. Cũng ổn đấy, giờ. Được đấy. Giờ là anh mình chuẩn bị đi lên thôi nào. Venga với cả Braca mày biến cho tao rồi thành thành thằng Olaf cái. Đợi hơi lâu. Lên luôn đi. Ui giời ơi. Zeji với cả lên xin. Trận này mình sẽ gặp vầy khế. Sóng gió AM thì cũng chưa gặp. Ông này thì cũng chưa. Một trong ba người thôi. Nhưng mà xếp ở vị trí bên này thì một là gặp sóng gió hoặc là hai vầy khế là ngon rồi. Ô, gặp Zhu à? Gặp Zhu này cũng được. Như này thì chúng ta sẽ băm giải quyết thanh niên bọ cạp rồi anh em mình băm Zhon thôi. Với lượng đam chính của tình bạn thì hầu hết là nhờ ở Zhon. Ui rồi ôi. Khác biệt chưa? 56 sát thương rồi. Quá là phê ạ. Cảm giác một mình người anh em do Olaf cần hết. Là có thật anh em nhờ. Một round mà tích được có 4 thôi. Vậy là mình đã tích được thêm 14 round rồi. Nhờ. Phẹt. Thêm 35 sát thương từ mài dao nữa. Quá đẹp trai. Wow, phút rồng găng đấu tập. Cái này mình cũng có thể lấy luôn được nhá. Đây. Cái này thì áo choàng hoặc là thú nó xét cũng được. Mình thích cái áo choàng tĩnh lặng hơn tại vì gặp mấy cái nhà mà chơi tứ long ấy anh em. Anh em mình chỉ cần chiếu thẳng mặt vào cái con Ao-xin thôi. Là mấy cái con ao xin này là nó tắt nứng đấy, được luôn ấy. Anh em với thằng Lê xin với cả Nunu này, em không biết mình có nên nuôi Nunu ba hay không. Nunu ba vì đang có sẵn hai con Nunu hai ở đây rồi này. Có một con ở hàng chờ. Ai đây nào? Sóng gió anh em hay là Kaneki? Sóng gió anh em luôn. Bạn này thì có cái lõi lắp kính nhắm này. Hơi khó để có thể tiếp cận được thanh niên Olaf. Cần phải băm nát cái con Olaf, à cái con Nunu kia. Thì chúng ta mới băm được vào Olaf anh em ạ. Úi giời ơi, nhưng mà đam to quá. Với cả mình có đại bác, cho nên là đòn đánh không thể nào mà hụt được. Solo. Wow. Cú hòa liền. Cú hòa liền khác biệt chơi anh em. Mặc dù Olaf của team bạn không được bị nhận đam đâu.
Cơ bà bây giờ. Ui, Dyna làm gì? Lạ thật đấy. Mãi mới lên được Dyna 2. Kiểu như là bây giờ mình đang bắt một vài những cái vị tướng 4 tiền để cho nó vào. Chút nữa có gì ra được Pantheon thì chúng ta có thể xoay sang thành 4 chiến binh, khá hợp lý. Hoặc lên level 9 chúng ta có thể bỏ đi một kỵ sĩ. Đây, chiếu luôn anh em ơi. Quá là được. Nhưng bạn này có con so mày đồ khét đấy. Có hai phước lành vũ trụ luôn. Phước lành. Phước lành, phước lành, phước lành với chúng tôi. Ui, cũng uổng công là mình gọi là cho thằng Olaf cái từ đầu đến cuối. Bây giờ thì nó đã báo đáp chúng ta rồi. Không báo, báo đốm, nó báo đáp anh em ạ. Trời ơi, xong ra từng tới sớm đi. Bùng ghê ta, đợi hoài mà chả thấy Olaf 3 nhờ. Tôi chỉ cần cái ánh sáng mà nó tỏa ra ở trong người Olaf thôi là biết có Olaf 3 rồi. Gặp không? Gặp rồng không? Trang bị đầy đủ đến được vị trí của Du. Đã xoay sang Tứ Long Đại Hiệp. May là mình đã chứa được con Ao Xin rồi. Tại vì con Ao Xin này bây giờ là 200 mana. Có Sojin rồi đấy. Con Ao Xin này có Sojin thì vẫn tích lâu. Tại vì mình đã chiếu rồi mà anh em. Đến khi mà tích đủ mana thì anh em chúng ta đã vào tiếp cận kịp rồi. Quá đã. Úi giời, bên này Trenga vẫn đang nhảy múa tung tăng. Wow, một finisher phun rồng thần. Có phong kiếm. Có Ấn Độ Long này. Ấn Độ Long cũng khá ngon anh em nhé, mình sẽ lấy đi. Tuy là mình không chơi được 6 đồ long, nhưng mà chúng ta có thể bỏ đi con Braum. Như vậy thì sẽ có thêm được slot của chiến binh thì khá là chất, phải không nào? Ngon nghẻ ngay. Ui giời ơi, lâu thế. Xem nào, cái này mình sẽ lắp cho con này đi. Vậy thì phải level 9 à? Ok. Level 9 là chúng ta tìm kiếm thanh niên Yasuo là vừa. Cứ có Yasuo là nhét mà là vừa có thêm Huyễn Long luôn. Các bạn này à? Bạn sát thủ này mình sẽ chuyển sang bên này đi, đỡ bị ăn đam này. Gặp luôn anh em ạ. Thế nên chuyển sang bên này kịp. Chứ không còn thằng Rengar với cái thằng kia. Ô, bên này nó vẫn cào được. Thôi xong rồi. Mẹ. Vậy là tròn 15 round Olaf đã phải nằm xuống. Lần này thì có vẻ thua hơi đậm. Cày thế nhờ. Đây là một trong những cái lý do mình cực kỳ ghét sát thủ đấy. Cái cay ghét đắng. Nghe, thua một trận cảm giác là no hope con mẹ luôn rồi. Hecarim 2. Nice. Cuối cùng thì mình đã có được Olaf 3 rồi mọi người ạ. Không uổng công chờ đợi bao nhiêu lâu nay. Đây. Ô, đa số người anh em đã xếp ở bên kia. Mình sẽ chỉ giả vờ động tác giả thôi. Để tránh bị nghi ngờ là mình đang cố gắng cố tình chiếu. Xong rồi anh em, chắc là anh ta cũng đang rất là bất ngờ khi mà mình đã có được Olaf 3 sao sớm hơn. Rồi luôn. Trời ơi, mạnh quá Olaf ơi. Olaf của mình mới là Olaf real nha anh em.
tính tiền cho xong gió anh em. Xe vào đây. Có gì mình sẽ để hộp Panera nó cho mình thêm con Dyna nữa. Sơn lát mẹ nhìn đồ khiếp thế nhở. Sơn lát nhìn đồ cháy vãi. Hai giáp máu một thú tượng. Trâu nhức nách. Lại là Olaf nữa. Úi dồi ôi. Olaf này anh em này. Hay là trong đầu mình chợt nảy ra một cái ý tưởng nó khá là bá đạo. Anh em nghĩ sao về hai Olaf 3 sao cùng một trận đấu? Đấy, tại vì khi mà cái hộp Panera này thì anh mình có thể đổi lại tướng mà đúng không? Nếu mà cái video này được 1.000 like thì mình sẽ làm Olaf, hai Olaf 3 sao cùng một trận đấu cho anh em xem trong cái video tiếp theo nha. Nếu anh em thích thì nhớ ủng hộ mình nhá. Tiện tay thì like luôn và đăng ký luôn đi. Nhớ ấn thêm quả chuông thì mỗi khi mà mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Oh, hai da xua. Được luôn. Cho bát vào đây để anh em mình còn lộng thêm hàng da xua chứ. Có gì da xua hay phải không nào? Đấy. Ôi dồi ôi. Thế là có thằng da xua này mình sẽ bán hay Karim đi thôi. Xin TFT online. Ăn nguyên cái máy chiếu vào mồm. Mà bây giờ Olaf 3 sao là khác biệt rất nhiều so với Olaf 2 nha. Bọn này lúc đầu là chơi cái con virus ở hộ pháp đấy anh em. Bây giờ là chuyển sang xây ra đồ chất luôn rồi. Kinh khủng vậy. Ô đừng có thua nha. Thua là bậy lắm luôn á. Thua là bậy lắm luôn á anh em. Không thể thua được. Đam cực to so với xây ra. Soraka Lila. Trận này giờ mình có thể gặp Kune, không thì Zu. Tôi thì hơi ngán cái ông sát thủ thôi. Nhưng mà khi anh em gặp sát thủ thì có thể xếp như thế này thì đảm bảo là mấy con sát thủ nó sẽ cắn vào mấy con kỵ sĩ trước. Đấy như thế này. Xếp bo bo này tí đi. Đúng rồi, gặp luôn. Chúng ta cùng xem là lần này xếp đội hình nó giúp cho chúng ta win được hay không nhá. Đấy. Đỡ bị ăn sát thương liền. Ui rồi ôi, quả này thì cao à. Rengar quả này cao gãy móng luôn. Nice. Đàm quá to. 19 máu. Liệu rằng có thể là được kéo hay không đây. Nhưng mà người chơi đang đứng đầu vị trí top 1 đã bị mình đấm một cú khá là đau tim. Rồi xong. Ông kia thì cũng không lại bàn sao luôn. Đang rất là cạnh tranh nhau vào vị trí top 4. Hai thằng Zui. Tại sao không phải là hai thằng Yasuo đây? Oh, Broom 2. Cứ lên đi. Cứ lên đi anh em. Tại vì biết đâu là phiên đi chợ sắp tới là chúng ta còn có thể có được một Ấn Độ Long nữa đúng không? Phải có một cái phương án dự phòng backup chứ đúng không? Đây, chuyển sang bên này đi. Có chiếu được không? Lại bảo som né đi. Lại bảo né hộ đi. Tính toán hết cả rồi anh em ơi. Nếu mà chúng ta để Olaf ở vị trí bên kia thì sẽ bị som của team bạn khe trước. Nhưng mà đổi lại chúng ta để ở vị trí bên này thì những cái con tanker như là Nunu các kiểu thì nó sẽ bị ăn đam đầu tiên. Oh, 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 bậy nha. Bậy rồi nha. Ui xồi ôi. Nằm lăn quay ra luôn. Rất là bất ngờ với Olaf của chúng ta phải không nào. Olaf nhà làm. Mời các bạn ăn nha. Uầy bên này thì kéo căng kéo căng. Đi chợ nào. Có Yasuo cầm thiệp vàng à. Yasuo thì chúng ta sẽ lấy được Yasuo 2. Nhưng mà nhất thiết thì cũng không cần lắm. Tại vì lấy về đâu có lắp được cái đồ gì đâu. Thay vì đấy mình lấy cái huyết kiếm cho nó gọi là nắm chắc cái phần win thì nó an toàn hơn phải không.
Giờ thì ba thằng kiểu gì cũng chả lên là ba hai sao. Lên không? Ui dồi, ba thằng hộp Pandora mà nó không lên, mà tướng đổi lại thì nó lại là lên. Mình sẽ xoay sang Tazo phiên bản đồ long nha. Đẹp trai liền, đẹp trai liền anh em ạ. Tazo 2, Olap 3. Ui rất là nhiều năm tiền ở đây. Đến lúc thì phải bán mấy con này đi thôi. Tiếp tục là một Tazo nữa. What the hell. Chiếu bên này đi. Trang bị đầy đủ. Ô mình không. Ui rồi xong lại bị chiếu luôn rồi. Lại bị chiếu rồi các bạn ạ. Và khả năng người ra đi tiếp theo sẽ là Dù. Ui mạnh thế. Tụi anh từ Long Đại Pháp này mà bị ăn cái máy chiếu thì coi như là mấy con rồng thần nó xài mana siêu lâu luôn. Bên cạnh đấy thì Rengar cũng đang rất là vất vả với thanh niên Aidat siêu châu bò. Và có thể tỷ số sẽ là hòa. Nhưng không. Tính tiền cho Shin TFT. Zasuo. Ồ, 6 Zasuo rồi các bạn ạ. À. What the fuck. Nếu như mà hộp Pandora đổi lại mình mà đủ may mắn thì sẽ lên được Zasuo 3 ngay từ vòng sau luôn. Đầu. Ồ. À. Đây mình sẽ thay đổi vào round cuối như thế này. Vừa nãy xếp như thế này win cho nên mình sẽ sử dụng lại. Má bắt ba bắt bắt cho vào đây làm ra ra xua nhờ. Má chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đây giờ thì pan thì không hai cái nỗi gì nữa anh em. Giờ ai chơi pan thì không hai nữa nhá. Ồ trời ơi vẫn là bắt. Cái Pandora của mình bị lỗi à? Đổi lại như không đổi lại. Cho mày một cơ hội nữa nha. Không mà tao bán mày đi đó. Chứ bây giờ tình thế bây giờ là rất là cấp bách rồi. Mình thì cũng không còn nhiều máu lắm. Không thể nào chấp được một round đâu anh em ạ. Bạn kia thì có thể trụ thịt thêm một round nữa. Ui nhiều tiền đúng đúng ngon luôn rồi. Nhưng không có nhân bản tướng. Ra đi. What the fuck. Trời đất ơi. Bán con này đi. Ôm à. Bây giờ phải chơi bán chơi liều thôi anh em ạ. Rồi xong rồi. À. Dây chuyền này. Em cường 9 con rồi. Một con cuối thôi. Lại là bát nha. Mày mà đổi lại ra bát nữa thì thôi lần sau tôi không bao giờ lấy hộp Pandora nữa đâu. Bịp. Bịp bịp quá. Ôi nhưng mà đội hình của chúng ta mạnh thật. Đừng có đi mà người anh em ơi. Đừng. 23 máu. Còn đúng một máu ạ. À. Vẫn còn cơ hội. Lên đi. Má xui kìa. Ra đi mà. Hay Karim thôi cho mày đi luôn đi. Ui. Ra đi. Ai à. Nunu thôi cho mày đi luôn. Không ra là không ra anh em ạ. Số phận vẫn là 8 con. Có vẻ như cái phim đi chợ mà Yasuo cầm thiền mình không lấy. Đấy là con Yasuo cuối cùng rồi hay sao ấy. Nhưng mà do không sao. Thì xem round này có win được hay không. Mình đã bán cả Hecarim 2 đi rồi. Nhưng phần win chắc chắn là về đội tuyển của chúng ta rồi. Đấy sir. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Một trận đấu khá là mãn nhãn. Nhưng mà chưa thực sự bận nhãn khi mà chưa lên được số 3. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.